người, thì mình là một sinh viên đến từ trường FPT Polytechnic. Ngày hôm nay thì mình có cơ hội được tham gia triển lãm quốc tế tại tỉnh Bình Dương thì rất là vui, và ở đây thì không khí rất là nhộn nhịp cũng như là rất là rộng luôn mọi người. Thì ngày hôm nay là không những được đi chơi, được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ mà còn được nhận rất là nhiều quà nữa ạ.